Xin chào các em, chúng ta bắt đầu học môn logic suy luận toán học tuần này là tuần thứ tư. Thời gian trôi rất nhanh. Phần tiếp theo là logic vị từ. Trong cái phần này thì nội dung của nó thì khá dài và nó lại có một phần để các em tự đọc khái niệm về hàm mệnh đề. Thì cái khái niệm về hàm mệnh đề này chúng ta đã làm quen ở trong chương trình lớp 10. Trong chương trình lớp 10, nhưng lúc đấy nó không tên là hàm mệnh đề, mà lúc đấy chương trình lớp 10 nó gọi là mệnh đề chứa biến. Nhớ lại xem có đúng lớp 10 từng gặp cái câu này không? Mệnh đề chứa biến. Khái niệm hàm mệnh đề như sau. Thứ nhất là đối tượng nghiên cứu của logic vị từ. Đối tượng nghiên cứu của logic vị từ là các hàm mệnh đề, đó là những cái câu chứa biến, tên cũ ở trong chương trình phổ thông là mệnh đề chứa biến. Mệnh đề chứa biến. Ví dụ mở đầu như sau. Px là câu x cộng 2 bằng 0. X cộng 2 bằng 0. Cái này hồi lớp 10 mình gọi là mệnh đề chứa biến. Còn bây giờ chúng ta gọi là hàm mệnh đề một biến với biến mệnh đề là x. Câu này không phải là mệnh đề, nhưng khi chúng ta gán cho x một giá trị cụ thể nào đó thì chúng ta sẽ được một mệnh đề. Chẳng hạn khi ta thay x bởi trừ 2, thay x bởi trừ 2 thì chúng ta sẽ được một mệnh đề đúng. Tức là lúc đấy ta ghi là P2 là mệnh đề đúng, à P trừ 2 là mệnh đề đúng. Còn khi chúng ta thay x bởi 3, thay vào đây 3 cộng 2 bằng 0, nên đây là mệnh đề sai. Tương tự như vậy thì chúng ta có câu PXY x cộng y bằng 0, hay là QXY là x lớn bằng y, thì nó là các hàm mệnh đề, là những hàm mệnh đề chứa hai biến với các biến mệnh đề là x và y. Trong cái này có gì đâu, cái x cộng y bằng 0 nó là gì, nó là phương trình. Nếu như trong hình học phẳng như đây là phương trình đường thẳng, y bằng chứ. Thế còn x lớn bằng y thì đây là phương trình nửa mặt phẳng. Nửa mặt phẳng. Chúng ta biểu diễn trong chương trình lớp 10, toán lớp 10 có cái gì đâu. Thì bây giờ thì nó gọi là hàm mệnh đề. Bên trái trước thì nó gọi là là phương trình, còn bên phải thì là bất phương trình, có cái gì đâu, bất phương trình bậc nhất hay ẩn. Học tôi lớp 10 đó. Nó sẽ thay tên đổi họ. Tổng quát chúng ta có định nghĩa như sau. Nếu P x1, x2, phẩy 3 chấm, phẩy xn là một câu chứa các biến x1, phẩy x2, phẩy 3 chấm, phẩy xn với x1 thuộc x lớn 1, x nhỏ 1 thuộc x lớn 1, x nhỏ 2 thuộc x lớn 2, phẩy 3 chấm, x nhỏ n thuộc x lớn n. Mà khi ta thay các giá trị cụ thể của các biến thì ta được một mệnh đề, được gọi là một hàm mệnh đề với n biến với các biến mệnh đề là x1, phẩy x2, phẩy 3 chấm, phẩy xn. X lớn 1 ấy được gọi là không gian biện luận của x nhỏ 1. X lớn 2 là không gian biện luận của x nhỏ 2. Phẩy 3 chấm x lớn n là không gian biện luận của x nhỏ n. Bài này so với bài trước nó trừu tượng hơn. Đọc mãi không hiểu gì. Đến lúc mình bắt đầu chán nản, mình đọc thêm cố lần nữa thì lại hiểu. Thầy giáo tranh thủ điểm danh nhé, 44077 080. Bây giờ bạn nào có là giơ tay lên nhé, để tránh tình trạng là mặc dù có hiện tượng thiểu số rồi nhưng mà trong K35 mình đã có bạn điểm danh hộ.
bạn điền danh hộ. Như thế là không phải là giúp bạn mà là giết bạn, không đi học hành gì cả, nó đi thi được cái gì. 136 giơ tay lên. 157, 168, 187, 44, 187 Cao Phương Linh vắng. 207, 277 không tên vắng. Lưu Vân Anh cũng không có, lớp này không ai tên là Lưu Vân Anh à? 326, 335, 357, 360, 370, 455, 517, 550, 565. Giờ cao lên. 586, 661, 729. Đâu nhỉ? 750, 771. Chưa nhìn người đâu cả. 831. Đầu 45, 45009. 011. Đâu nhỉ? 017. 019. 025. Đâu? 0. Tiếp tục. Không gian biện luận của biến cho hàm mệnh đề Px tập hợp M gồm tất cả các phần tử của x, đặc biệt sao cho Px có nghĩa được gọi là không gian biện luận của biến x, hay còn gọi là tập xác định của hàm mệnh đề Px. Hóa ra là tập xác định có cái gì đâu, nhưng đây nó gọi là không gian biện luận. Sau này mới là mà không gian biện luận nó chính là tập xác định, nếu như ở đấy nó là các phương trình, bất phương trình, chứ không có cái gì đó khó khăn cả. Ví dụ như là Px là cái câu x cộng với 2 bằng 5, phải x thuộc z. Như vậy chúng ta nhìn đấy, chúng ta sẽ thấy được là không gian biện luận của x sẽ là tập hợp các số nguyên. Còn nếu như sau này nó không ghi gì x thuộc cái gì thì ta cứ mặc định là tập hợp các số thực. Thì còn trong bài đây nó ghi là x thuộc z, như vậy không gian biện luận của x là những số nguyên. Hay câu ví dụ 1.4, Py là câu x là bạn của y với x, và y là sinh viên của một lớp học. Chúng ta xem không gian biện luận của nó là cái gì. Tiếp nhé, 45034. Quyền có muốn qua môn này không? Quá sao nói nhé, thế nói bé không qua được đâu. 040, 048, 053, 45053 mà. 075, 080, 090, 45090, 45090 Trần Thu Hà vắng. 45097, 116. Cái gì cơ? 119. 162. 162. 167.
Nguyễn gì? Đấy, nói to thế có phải là Đỗ 178 184 205 đâu ạ? 232 đâu? 356 692 748 760 đâu nhỉ? Chưa nhìn đâu cả. Ồ, cái 1.4 này là không gian biện luận nó là gì? Một số bốn không gian biện luận nó là gì? Không gian biện luận nó là cả và học sinh cả lớp. Không. Tiếp 1.4 giá trị của hàm mệnh đề. Giá trị của hàm mệnh đề. Cho Px là một hàm mệnh đề xác định trên tập hợp M và x0 là một giá trị x0 thuộc M. Khi đó Px0 được gọi là giá trị của hàm mệnh đề Px tại x0. Trong trường hợp này thì Px0 cũng là lại là một mệnh đề. Khi nó trở thành một mệnh đề thì nó là nó có giá trị chân lý là chu là phu, đúng hay là sai. Ví dụ cái câu Px là câu là gì? X cộng 2 bằng 0. Thì khi người ta như thế nào vừa nói trên, nếu không nói gì ta nói trên tập xác định trên là R. X cộng 2 bằng 0 thì nó xác định trên tập hợp các số thực R. Khi đó thì P trừ 2 là câu trừ 2 cộng với 2 bằng 0. Thì rõ ràng nó là mệnh đề đúng. Câu P3 thì 3 là chúng ta thay x bằng 3 vào. 3 cộng với 2 bằng 0 là mệnh đề sai. Dễ không? Có cái gì đâu. Tiếp 796. Tám sáu chín thu gì? 891 đâu? 46 46072 đâu? Đâu đưa tay đâu? 075 091 137 à 138 có tên là gì? Đọc to lên không thấy đâu, không nghe tiếng là vắng thiệt các em, thiệt em. Có em thấy thầy giáo không gọi sướng quá, kết quả là vắng. Thầy giáo mà không gọi mình thì phải thắc mắc ngay. 152. Cái gì cơ? Nguyễn Hoài An, sáng ăn sáng không? Sáng có ăn gì không? Hả? Không á? Không ăn thì không ăn tí học vào sau đấy tiết 5. 193. Thầy sáng ra một bát cơm nguội, hai quả trứng vịt lộn, một bát phở. Đó, ăn nó phải thế mới cày được đủ sức dạy các em. Tiếp tục 193. 46193. Nguyễn Ngọc Phương Thu vắng. Nguyễn Ngọc Thu Phương vắng. 211. 251. 254. 264. 270. 273. 46273. Nguyễn Thị Thanh Tâm vắng. Ủa sao hôm nay là tự nhiên vắng nhiều nhỉ? Về chủ nhật là chia tay người yêu buồn quá không đi học nữa. Căng thẳng quá. 289. 331. 333. 361. Đâu ạ? 366. 379. 463. 464.
Cái gì cơ? Đào Lê Mai Hương, kiếm nhà người mang ba họ liền, họ Đào, họ Lê, họ Mai, hình như còn có cả họ Hương. 467, 485, 496, 499, 525, 817. Hết. Hãy nhấn chốt hạ. Tiếp, miền đúng của một hàm mệnh đề. Miền đúng hàm mệnh đề cho PX là một hàm mệnh đề xác định trên tập hợp M. Xác định trên M. Thì đó cái miền đúng. Cái tập hợp là E, ký hiệu là chữ E, PX viết thụt xuống và ngoặc X không thuộc M. Sao cho PX thì không là miền mệnh đề đúng thì được gọi là miền đúng của hàm mệnh đề PX. Ví dụ cho PX là câu x cộng 2 bằng 0, xác định trên tập hợp các số thực R, tìm miền đúng của hàm mệnh đề này. Khi đề bài cho chúng ta nó là một phương trình hoặc là bất bất phương trình thì cái việc tìm không gian biện luận thực chất là tìm tập xác định, còn tìm miền đúng của nó thực chất là tìm tập nghiệm. Có thế thôi, cho nó hoành tráng cứ tưởng là cái gì đó sợ lắm, cuối cùng nó không đáng sợ tí nào. Phương trình x cộng 2 bằng 0. Cái này là học sinh lớp 8 nó giải rồi. Chúng ta giải cái phương trình này ra thì ta được là x bằng trừ 2. Thế như vậy là miền đúng của nó chỉ bao gồm một giá trị này thôi. Vì sao? Bởi vì cái x cộng với 2 bằng 0 là tương đương x bằng trừ 2. Như vậy cái miền đúng của nó chỉ có thế này thôi. Ô, dễ nhỉ? Mày ơi, thi mà làm bài này cũng tốt quá. Thi mà cho bài này thì cho học sinh lớp 8. Tiếp tục. Câu cuối. Qx là câu x bình phương lớn bằng 0, xác định trên tập hợp các số thực. Tìm miền đúng rồi, cho luôn câu trả lời ở dưới. Thì chúng ta biết là học từ hồi lớp 9 ấy, là x bình phương là luôn lớn bằng 0. Đúng không? Hồi mình học lớp 9 ấy, là x bình phương luôn lớn bằng 0. Học từ hồi lớp 9 rồi. Nó luôn đúng với mọi. Chết giả. Lượng buổi chiều nó dịch lại thôi, bây giờ không sửa được. Thì ta biết là x bình ý, thì luôn lớn bằng 0 với mọi x hoặc là r, cho nên miền đúng của qx trong bài này là cả tập hợp r. Siêu dễ đúng không? Tiếp tục. Tìm miền đúng của cái này, xin mời máy tính đâu bỏ ra. Dùng đi. Thi xong rồi là vứt luôn máy tính đi đúng không? Thế thì tuần 8, tuần 9, tuần 10 là à, tuần 8, tuần 9. 7, 8, 9 là bắt đầu dùng máy tính. À không đến, có khi tuần 5 học sang phần hàm một cái là phải dùng máy tính rồi. Làm gì mà bấm lâu vậy? Lắc đầu, không tin vào tay mình. Thế nào? Không tin tay mình bấm. Nó có chữ Y đúng không? Nó có chữ Y có nghĩa là gì? Là Y. Người cứ Y ra. Có chữ Y ở đây chính là có nghiệm phức. Có nghĩa là không có nghiệm thực. Không nhớ chữ Y là gì à? Phương trình không có nghiệm thực, nó ra nghiệm phức. Mới học năm ngoái xong giờ đã quên.
Tương tự các bạn đã tìm miền xác định và miền đúng của các hàm mệnh đề sau đây. Xin mời. Loga cơ số 2 của x cộng 1 bằng 3. Đây là bài trong chương trình lớp 12. Căn bậc 2 của 3x trừ 2 bằng 2 trong chương trình lớp 9. 3 mũ 3x trừ 2 bằng 27 chương trình lớp 12. Sin x bằng 1 phần 2 chương trình lớp 11. Đấy, nhiệm vụ của giáo viên là phải đánh thức cái bản năng hoang dã của chúng ta, tức là ngày xưa mình làm bài như nào, bây giờ mình đúc lại trở lại bản chất thật của mình. Loga cơ số 2 của x cộng 1 bằng 3. Chúng ta học lớp 10 mà lớp 12 ta biết được là số 0 và số âm không có logarit. Như vậy điều kiện đây là x cộng 1 phải là số dương. Tức là x phải lớn hơn trừ 1. Như vậy miền xác định, tức là miền bằng cái miền xác định, tức là không gian biện luận của x. Không gian biện luận của x chính là từ trừ 1 hoặc tròn đến dương vô cực. Triệu vi. Miền đúng của cái một là gì? Bao nhiêu? Sao biết? Chúng ta cho phương trình loga cơ số 2 của x cộng với 1 bằng 3. Có biết bấm máy giải cái này không? Đâu bấm máy giải mà. Bấm máy loga cơ số 2 của x cộng 1 trừ 3, xong bấm shift zone bằng phát ra luôn. X bằng 7. Và nếu không thì là 2 cộng 1 bằng 2 mũ 3. X cộng 1 bằng 2 mũ 3, kết quả x bằng 7. Rất dễ dàng. Nguyễn Hồng Ngọc. Cái thứ hai. Không. Miền không gian biện luận trước. Khổ quá, bài dễ thế này mà cũng phải nhìn ngang nhìn dọc. Sao biết? Đấy không phải là tập xác định. Tập xác định nó phải là tập học, nó đi từ đâu đúng. Ba x trừ hai phải lớn bằng không, tức là x lớn bằng ba là 2/3. Viết sang tập học nó là từ đâu, từ thế nào? Mở ngoặc vuông 2/3 đến dương vô cực. Rồi, cái miền đúng của nó là gì? Sao biết? Giải cho cách nào? Cái này cũng phải bấm mấy, cái này đem bình phương hai vế là 3x trừ 2 bằng 4. Chuyển vế sang 3x bằng 6. Kết quả x bằng 2. Thầy giáo đã thuộc tên nào của đứa nào ấy, thầy giáo nhớ rất lâu. Và đứa đấy hay bạn đó ấy, đấy thường hay bị gọi lên bảng. Không thuộc thì thôi, đã thuộc thuộc nhớ rất lâu, thậm chí nhớ đến lúc chết thì thôi. Sợ rồi, bắt đầu sợ. Một bạn trai nhá, Nguyễn Quốc Huy, cái thứ ba. Đúng rồi, giỏi quá. Miền xác định tức là không gian biện luận này là chính xác, miền đúng. Sao biết? Ước tính nhá. 3 mũ 3 x trừ 2 bằng 27, tức là 3 mũ 3. Cho 3 x trừ 2 bằng 3, tức là x bằng 5/3. Như vậy miền đúng của nó là tập hợp gồm một phần tử là 5/3, đúng không? Rồi, cảm ơn. Tiếp tục.
Nguyễn Hoàng Uyển Nhi. Uyển Nhi hay là Uyển Nhi? Đúng rồi. Silic bằng 1 phần 2. Thế bây giờ đến chơi nhà người yêu nó, em nó đang học lớp 11, bây giờ nó hỏi giải phương trình này thế nào? Em trả lời thế nào? Tao không biết, đi mà hỏi anh mày. À, đấy là câu nhẹ. Ở ngoài quen quen, tao không biết, đi mà hỏi mẹ mày, chết giả. Silic bằng 1 phần 2. Chúng ta bấm máy bằng cách là bấm shift sin 1 phần 2 bằng kết quả ra pi trên 6. Như vậy nghiệm của nó sẽ là pi trên 6 cộng k2 pi và pi trừ pi trên 6, tức là 5 pi trên 6 cộng k2 pi, k thuộc z. Đấy. Tập xác định của nó là cải r, như vậy là không gian biện luận là r. Còn biệt đúng là tổng hợp gồm hai họ nghiệm pi trên 6 cộng k2 pi và 5 pi trên 6 cộng k2 pi. Thế vừa đấy kêu gì dễ. Các phép toán trên mệnh đề nó tương tự các phép toán trên hàm mệnh đề, thì nó tương tự như các phép toán trên mệnh đề. Tuy nhiên cái nó khó khăn ở chỗ là nó xác định cái miền đúng ở chỗ nào, miền đúng ở nào. Phần này các bạn tự đọc. Phần này các bạn tự đọc. Nó có 6 phép toán thôi, đọc mất khoảng 20 phút. Nó đầu tiên là phép toán phủ định. Đầu tiên là phép toán phủ định. Đấy. Đấy nó tương tự không? Nó tương tự như cái phần trước. Nhưng có điều là phần trước thì nói là cho mệnh đề P chấm phủ định của P phải ký hiệu là ông P đọc là mệnh đề đúng khi P sai và sai khi P đúng. Đúng không? Nhưng ở đây nó lại khác. Đấy, nó lại là cho PX là mệnh đề xác định trên tập hợp M, phủ định của PX ký hiệu là hoặc là PX ngang ở trên đầu đọc là 0X, 0PX là hàm mệnh đề xác định trên tập hợp M có miền đúng bằng phần bù của miền đúng của mệnh đề PX. Đấy. Hay là phép toán thứ hai cũng tương tự là phép toán hội. Các em tự đọc mà. Phép toán thứ ba là phép toán tuyển. Phép toán thứ tư là phép toán tuyển có loại. Tuyển có loại thì nhớ miền đúng hơi khó nhớ. Đấy, miền đúng của nó là hợp của hai miền đúng trừ đi giao hai miền đúng. Đấy mới khó nhớ. Hợp của hai miền đúng trừ đi giao của hai miền đúng. Cái này là khó nhớ nhất. Thế còn cái này mấy cái trên rất dễ. Đấy nha. Cái đầu tiên này. Miền đúng bằng phần bù của miền đúng. Đấy, tức là E của phủ định PX thì bằng bù, tức là M trừ đi E của PX. Thế còn phủ định của mệnh đề cái miền đúng của cái PX hội QX thì nó lại là giao, rất dễ nhớ. Đấy. Thế hợp cũng thế, siêu dễ nhớ. À, tuyển. Nhưng mà riêng cái phép toán thứ tư rất khó nhớ. Nó là hợp của các miền đúng trừ đi giao các miền đúng. Đấy là phép toán thứ tư. Thì phép toán thứ năm thì phép toán kéo theo. Phép toán kéo theo còn khó nhớ nữa. Rồi phép toán cuối cùng là phép toán tương đương. Đấy, và đấy là các em tự đọc và tóm tắt cho thầy thành cái vào chỗ này. Để học tốt phần này, các bạn hãy hoàn thiện bảng dạng sau đây. Phép toán này, miền đúng này, hình biểu diễn này, tính chất. Tự học, tự đọc nhé. Bây giờ chúng ta sang phần thứ ba là lượng hóa. Lượng hóa.
Như chúng ta đã biết là khi người ta cho một hàm mệnh đề thì cái cách đầu tiên để biến nó trở thành một mệnh đề là chúng ta thay một giá trị cụ thể nào đó của biến vào. Ví dụ Px là cái câu x cộng với 2 bằng 5 hay là x cộng với 2 bằng 0. Thì chúng ta thay một cái giá trị cụ thể vào, ví dụ như P2 thì là 2 cộng 2 bằng 0 là sai. Hay P âm 2 là trừ 2 cộng với 2 là bằng 0 là mệnh đề đúng. Như vậy cái cách thứ nhất để biến một hàm mệnh đề thành mệnh đề là chúng ta thay một cái giá trị cụ thể vào. Đấy. Thế thì hồi lớp 10 mình học có một cái cách thứ hai là chúng ta thêm lượng từ phổ dụng với mọi tồn tại vào. Nhưng lúc đấy chúng ta lại không biết là đó là cái cách biến một hàm mệnh đề, tức mệnh đề chưa biến, thành một mệnh đề là chúng ta dùng ký hiệu với mọi và tồn tại. Định nghĩa 3.1, lượng từ phổ dụng của Px ký hiệu là với mọi x phẩy Px. Có một số chỗ có thể không có dấu phẩy. Đọc là với mọi x Px phẩy là mệnh đề đúng nếu như miền đúng của nó bằng cả m. Sai nếu miền đúng của nó khác m. Ừ, trừu tượng. Bây giờ một người bảo rằng là sang nhà mình chơi bảo các con bà đều hiền dịu. Làm thế nào để câu này nói đúng? Câu nói của bà là đúng. Thì là tất cả các con của cái bà đấy đều là hiền dịu thật. Từ chị A, chị B, chị C, chị D, tất cả đều hiền dịu hết. Thì nó mới đúng. Nhưng ngược lại, tức là tất cả các người con của bà đấy đều hiền dịu. Thì nó mới đúng. Nhưng nếu như trong đấy chỉ còn có một người không hiền dịu thì nó không đúng nữa. Như vậy cái sự kiện này nó xảy ra là nó sẽ là mệnh đề đúng nếu như mà cái miền đúng của cái phế này là nó bằng cả cái m đấy, và tập hợp một ví dụ vào đấy là tập hợp tất cả các người con của bà này đều hiện diện hết. Và tất nhiên nó sẽ sai trong trường hợp là miền đúng thì nó không bằng m, chỉ cần có một người con của bà đấy không hiện diện là chứng tỏ cái câu nói đấy là sai, đúng chưa? Như vậy là với mọi x với x là một mệnh đề đúng khi mà chỉ khi với x thì không bất kỳ thuộc m ta luôn có p không, p x không là miền đúng. Bây giờ với ví dụ sau đây, xét các hàm mệnh đề p x là câu x cộng 2 bằng 0, q x là x bình lớn bằng 0, r x x cộng 1, x bình cộng x cộng 1 bằng 0 thì nó đều có không gian biện luận của x là r. Hãy lượng hóa các phổ lượng hóa bằng lượng từ phổ dụng của các hàm mệnh đề trên và xét tính đúng sai của chúng. Để lượng hóa thì chúng ta thêm cái dấu vào đằng trước thôi. Thế nếu như trong chương trình lớp 10 thì mình ghi là với mọi x thuộc R, x cộng 2 bằng 0. Chương trình lớp 10 mình ghi với mọi x thuộc R, 2 chấm, hoặc chấm phẩy, x cộng 2 bằng 0. Rồi với mọi x thuộc R, x bình, với lớn bằng 0. Hay với mọi x thuộc R thì x bình cộng với x cộng 1 bằng 0. Thì là xét tính đúng sai của nó. Khi lượng hóa bằng các
lượng từ phổ dụng chúng ta sẽ được là với mọi xp có thể có dấu phẩy giữa nhé. Thì cái này là một mệnh đề sai, bởi vì chúng ta biết được rằng là x cộng với 2 nó chỉ bằng 0 trong trường hợp là x bằng trừ 2 thôi. Chúng ta chỉ cần lấy con x0 nó khác trừ 2 là nó sai ngay. Thì như vậy là cái miền đúng của nó không bằng miền xác định. Miền đúng không bằng miền xác định. Cho nên là cái anh này là mệnh đề sai. Tiếp tục với mọi xp, à, mọi x quý thì là miền đúng. Quý ở đây là x bình lớn bằng 0. Năm mình học lớp 9 ấy, thì x bình lúc nào chả lớn bằng 0. Nhưng lớp 12 không đúng đâu nhé. Y bình phương vẫn bằng âm 1. Học số phức ấy. À, nhưng đây ta đang chỉ xét tầm số thực. Thì cái con thứ hai là đúng, chúng ta biết từ hồi lớp 9 rồi. X nào thay vào đem bình phương chúng ta cũng đều được lớn bằng 0 hết. Cho nên cái thứ hai là đúng. Thế còn cái thứ ba, x bình cộng x cộng với 1 bằng 0, mình bắt đầu mới giải ra thì nó vô nghĩa. Làm gì có x nào để cho nó đúng đâu. Tức là cái miền đúng của nó là tập rỗng. Tập rỗng thì làm sao nó bằng tập xác định được. Cho nên cái thứ ba cũng là sai. Được chưa? Rồi. Tiếp. Lượng từ tồn tại. Cái việc phân chia này nó chỉ là tương đối thôi, phân chia này để cho nó học nó dễ. Định nghĩa như sau, cho P là một hàm mệnh đề xác định trên tập M, lượng từ tồn tại, vừa đấy lượng từ phổ dụng, còn đây lượng từ tồn tại của P, ký hiệu là tồn tại x'px. Viết thế nào đọc thế ấy? Tồn tại x sao cho px là mệnh đề đúng nếu như miền đúng của P là khác rỗng và là miền là sai nếu như miền đúng của P là bằng rỗng. Định nghĩa nó hơi trừu tượng, hơi khó nhớ. Lâu lâu rồi không thấy kiểm tra về phần này. Đợt này cho kiểm tra phần này được đấy. Thử thách cực đại. Như vậy là tồn tại xpx nó sẽ là mệnh đề đúng khi mà chỉ khi có ít nhất một cái giá trị m x0 thuộc m sao cho px sẽ không làm mệnh đề đúng. Bây giờ vẫn lấy px quý và rx giống như cũ thì chúng ta có câu hỏi là lượng hóa bằng lượng từ tồn tại các hàm mệnh đề trên và xét tính đúng sai của chúng. Đối với trường hợp mà chúng ta dùng cái ký hiệu là tồn tại thì chỉ cần cái tập nghiệm của phương trình bất phương trình đấy khác rỗng là nó đúng. Thế bây giờ cái phương trình x cộng 2 bằng 0 ấy, thì nó có nghiệm duy nhất là x bằng âm 1 à âm 2, tức là cái tập nghiệm của nó là gồm 1 phần tử trừ 2 biến đúng đấy, nó khác rỗng, cho nên là tồn tại xp sẽ là một mệnh đề đúng. Cái thứ hai là x bình lớn bằng 0. Chúng ta ghép cái chữ tồn tại x bình lớn hơn bằng 0. Cái này là đúng hay sai? Lưu Thị Hương Giang. Giang đâu rồi? Đâu? Lưu Thị Hương Giang rồi.
không có là vắng à, cô biết chết không? Lưu Thị Hương Giang, cô vừa đọc đấu nhưng ta lại nhìn cái tên rồi. À đây, 45116. Ngoại thiếu mà không hướng vậy, không nghe rõ. Chết rồi, sao bịt khẩu trang vào tai không nghe thấy gì? Ô, hình như là khi bị bịt mũi vào công nhận tai nó nghe khó hơn thật. Không biết có mối liên kết gì. Tồn tại x, x bình lớn hơn bằng 0 là đúng hay sai? À, sao biết? À, hay con x vào nó chả đúng, x nào vào sai là đúng. Ví dụ 1 chẳng hạn, 1 bình lớn bằng 0 đúng quá. Thế tiếp cái cuối cùng, tồn tại x, x bình cộng x cộng 1 bằng 0. Sao biết sai? Lớn bằng 0 á, sao ai biết? Chúng ta học cái này từ hồi lớp 10, à lớp 9. Phương trình x bình cộng x cộng 1 bằng 0. Biệt thức delta của nó bằng b bình trừ 4ac. B bình trừ 4ac bằng âm 3. Delta âm là phương trình vô nghĩa âm. Đúng chưa? Rồi, ngồi xuống, cảm ơn. Thì khi mà chúng ta học hồi lớp 10, chúng ta hay loạn, không biết ký hiệu nào là ta đọc là với mọi, và khi nào ký hiệu là tồn tại, thì có lẽ rằng nó xuất xứ từ các chữ cái này. Với mọi, chúng ta lấy cái chữ này, chữ cái này. Đấy. Thế nếu như mà chúng ta lấy đối xứng để nguyên chữ A thì nó sẽ nhầm lẫn với chữ A thông thường. Mà ta quay trái quay phải nó vẫn là chữ A. Vậy thì ta lộn ngược nó lên. Lộn ngược nó lên được ký hiệu gì? Lộn ngược lên được ký hiệu thế này. Thế mình viết bằng chữ, mình viết này nó đẹp này đúng không? Có một cái đơn giản này thôi nhưng mà đầy người nhầm. Cũng giống như ngày xưa, hai cái ký hiệu này cứ nhầm lẫn liên tục. Đề bài giáo viên bảo là cho đường thẳng nằm trên mặt phẳng, ký hiệu cái này là sai rồi. Đường thẳng nó có hơn 2 điểm thì nó phải là tập này là tập con của tập kia. Chữ tồn tại thì nó từ cái chữ này. Tồn tại có một, có ít nhất một, có ít nhất một người yêu em. Tất nhiên người đấy không phải là tôi. Ở đây là chữ tồn tại. Tồn tại thì chúng ta lại lấy chữ E ra. Ta lấy chữ E ra mà ta lộn lên lộn dưới giống con A thì nó lại không được. Lộn lên trên lộn xuống dưới nó vẫn là chữ E. Thế mới đều. Thì ta lấy đối xứng qua bên trái, thế mà quay ngược sang bên trái thì nó được cái chữ này. Thế mình viết tay, viết tay cho nó đẹp thì trông nó như thế này. Đó, hóa ra là như vậy. Bây giờ chúng ta đã không thể nhầm được hai ký hiệu này nữa. Đúng chưa? Rồi, giỏi lắm. Bây giờ tiếp tục. Đấy là về mặt giải thích về ký hiệu. Tiếp tục, chúng ta còn để ý cái chỗ là bây giờ nếu như mối mọi x mà px mà cái mệnh đề này đúng rồi, bằng một cách nào đó chúng ta xác định cái đúng rồi, thì chúng ta sẽ dẫn tới tồn tại x, px sẽ thế nào? Sao biết? Đâu, ai vừa bảo đúng giơ tay rồi. Sao biết? Em tên gì? Cái gì Phượng? Tống Thị Phượng á? Không gì ngoài tên Tống Thị Phượng nhỉ? À đây rồi, gì rồi? Tống Thị Phượng. Tuần trước ngồi ở ngoài hành lang tầng 2, ngồi ở cell tầng 2, nói rất to, thì em đi qua không biết. Tống Phượng trả lời. Cái gì khác rộng?
biển đúng khá rộng đúng không? Thế huống hồ là biển đúng nó lại bằng cả cái tập đấy. Với mọi xp là biển đúng thì có nghĩa là trong trường hợp này là biển đúng là bằng cả m. Mà nó đã bằng m thì tất nhiên là biển đúng của nó khác rỗng rồi. Sau đó nếu con này đúng thì con này sẽ đúng. Mệnh đề phản đảo của câu này là gì? Đố biết. Phản đảo cái này là gì? Đố biết. Nguyễn Diệu Linh. Diệu Linh ơi đâu rồi? 46075. 46075 trả lời câu hỏi. À, hai bạn này trùng tên trùng họ. Sau này trùng cả tên người yêu nữa căng lắm. Lúc nào thử ngồi bên cạnh nhau hỏi ngày xưa tên người yêu cũ mày là gì xem có trùng nhau không. Nào trả lời câu hỏi. Mệnh đề phản đảo của mệnh đề thầy ông vừa viết ở trên. Thì trong đây không có đâu mà nhìn. Ta nói những cái gì mà nó thiếu thế mới gọi là sinh ra người giáo viên nó mới thế. À, mệnh đề phản đảo của cái này là như sau. Nó lấy ta lấy phủ định của cái này. Như vậy là tồn tại x. Thế là sai. Thì lập tức chúng ta sẽ suy ra. Suy ra cái gì? Với mọi x. Thế sai nốt. Đấy. Tại sao có cái này? Bởi vì cái này thì có nghĩa là cái miền đúng ấy là nó bằng rỗng rồi. Nó sai có nghĩa là không có cái nào thay vào để nó đúng cả. Có nghĩa là nó vô nghĩa nếu nói về phương trình và bất phương trình. Nhưng mà con này đã là nó đã bằng rỗng rồi thì làm sao mà nó bằng được m được nữa. Mà lúc đấy thực chất là con e là tập con thật sự của m. Đó. Như vậy cái cách xác định giá trị chân lý của cái mệnh đề kiểu như thế này thì chúng ta sẽ đi tìm miền đúng. Khi chúng ta đi tìm miền đúng, quy trình của nó ta đi tìm miền đúng để đúng sai luôn cả hai cái. Bạn ngồi đầu bàn chat nhanh thế. Sau này thầy giám đốc làm giám đốc phải mời em làm thư ký, đặt mấy cái điện thoại cho chat mấy cô liền lúc. Bây giờ quay trở lại chỗ này, khi chúng ta sẽ người ta cho một cái hàm mệnh đề PX. Đấy. Chúng ta đi tìm miền đúng của nó thì nó có ba, nó sẽ có ba cái kịch bản vị trí này rỗng này. À, đây là m, tất nhiên là cái này nó là con của cái này đấy. Thì bây giờ nó xảy ra kịch bản là con e này nó trùng đúng con này, e bằng rỗng thì sao, e bằng rỗng thì sao, thì cả hai con đều sai, tức là tồn tại x về x sai, mọi x vậy cũng sai nốt. Thì nếu như con e nó sang bên này thì làm sao, cả hai con đều đúng, tức là lúc e bằng m ấy, thì là tồn tại x vậy đúng, mọi x vậy cũng đúng, thì nó mới đều chỉ định. Thì nếu như mà xảy ra tình huống ở giữa, tức là e nó khác rỗng và nó cũng là tập con thực sự của m ở giữa, về mặt lý thuyết ấy, là cái thứ nhất có thể đúng có thể sai, cái thứ hai có thể đúng có thể sai, là theo quy tắc nhân là phải là 2 × 2 = 4, nhưng trong cái này không có. À, nếu cái thứ nhất tồn tại mà đã sai thì suy ra với mọi cũng sai nốt, thế ngược lại với mọi mà đã đúng thì suy ra tồn tại nó cũng đúng, cho nên là nó không có 4 trường hợp đâu, chỉ có 3 trường hợp thôi. Ở giữa là một đúng một sai. Đố biết là như thế nào? Bạn Nguyễn Diệu Linh còn lại. Nguyễn Diệu Linh kia. Không đứng lên thì nó đánh dấu ở đây thành vắng bài là vắng sao đấy.
ở giữa là cái gì? Một đúng một sai. Đúng, em biết cái gì đúng cái gì sai. Hả? Tồn tại đúng hoặc sai á? Làm gì có vừa đúng lại đúng lại hoặc sai. Lúc đấy thì chúng ta sẽ có được là tồn tại x phải px là đúng. Còn với mọi x px là sai. Đấy, cái loại này nó chỉ diễn ba để ra ba khả năng ấy thôi. Lấy ví dụ nhá. Hoặc là cả hai cùng đúng hoặc cả hai cùng sai, một cái đúng một cái sai nhưng không có lộn ngược lại. Không lộn ngược lại, thật nhầm. Để lấy ví dụ này. Để lấy ví dụ cực kỳ dễ luôn này, là 2x bình trừ 5x cộng 2 bằng 0. Hãy cho thầy giáo biết là với mọi x px là đúng hay sai. Với là cái câu này. Rồi tồn tại x px là đúng hay sai. Xin mời Đào Bá Tiến. Em không biết đâu. Chữ hơi xấu à? Ừ đúng rồi, cứ phải căng mắt ra nhìn, chữ là cố tình như thế. Chữ bình thường chữ ta đẹp lắm. Cả hai đều sai á. Ô thế cái 2x bình trừ đi 5x cộng với 2 bằng 0 nó là cái gì nhỉ? Nó thực chất nó là phương trình. Phương trình này giải có nghĩa không? Sao biết? À bấm à? Nghĩa bao nhiêu bao nhiêu? 2 và 1 phần 2. Tức là miền đúng của nó là gồm hai giá trị. 2 và 1 phần 2. Đấy, bạn là nữ ngồi đầu bạn ấy giúp em vào đấy. Là miền đúng là gồm hai giá trị. Là 2 và 1 phần 2. Tức là nó đã khác rỗng. Và nó lại là tập con thực sự của tập M. M là tập hợp, xác định nó là R. Vậy thì em kết luận thế nào đây? Không nghe gì cả. Ô, vừa nói thế vẫn không hiểu à? Nó sẽ có một cái đúng một cái sai, bởi vì cái miền đúng của nó khác rỗng và khác cả m. Mà bây giờ không biết cái nào đúng cái nào sai chết giờ. Thôi gọi người khác ngồi xuống, chả nhẽ lại hẹn gặp lần sau thì hơi ngại. Nguyễn Phương Anh 46072. Nguyễn Phương Anh thì cũng có mấy người trùng tên đấy. Phải cái xe bố đi lính không? Ừ. Cái nào đúng cái nào sai? Không biết à? Nếu như cái với mọi x với x mà đúng thì cái tồn tại x với x nó cũng đúng nốt, thế là không được. Như vậy với mọi x với x ở đây là sai, còn tồn tại x với x mới là đúng. Sao đấy, như vậy quy trình để xét tính đúng sai là chúng ta xử lý như trên, chúng ta đi tìm miền đúng này. Nếu như miền miền đúng mà bằng rỗng thì cả hai đều sai. Nếu miền đúng bằng m cả hai đều đúng. Thì nếu miền đúng mà khác rỗng mà cũng khác cả m thì một cái đúng một cái sai, nhưng cụ thể là cái nào đúng thì là cái tồn tại thì đúng, với mọi thì sai. Thầy đã nêu xong quy trình để xét xem cái mệnh đề một biến là đúng hay sai. À, mệnh đề miền đúng thêm với cái lượng từ với mọi tồn tại đã xong. Bây giờ tiếp a cộng 1 tất cả bình bằng a, bằng a bình cộng 2a cộng 1. Đây là quy a là cái câu này. Hãy cho biết sự tính đúng sai của với mọi a quy a
tồn tại a quy a. Ừ, thầy giáo lấy cái ví dụ mà nó từ bé, cái này là từ hồi bé 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 bé. Nguyễn Vũ Minh Ngọc tức là cái trên đúng cái dưới sai đúng không? Hả? Cái dưới đúng. Ừ, cái trên. Hả? Ai ý kiến không? Sao em lại có cái kết luận đúng đấy? Ừ. Căn cứ đâu em đưa kết luận đúng đấy? À, cái này luôn giống nhau, giống đâu mà giống. Một cái là A cộng 1 tất cả bình, một cái là A bình cộng 2A cộng 1, thế mà giống à? Bằng nhau còn nghe được, chứ giống nhau là sao này? Hai biểu thức trông khác hẳn nhau rồi. Hai biểu thức bằng nhau. Ừ nhỉ, hai biểu thức đúng rồi. Thế rõ ràng là gì? Rõ ràng là người ra đề người ta cố tình thế. Thế thì cái chỗ này chính là hai biểu thức chúng ta đã học. Có nghĩa nó xảy ra với mọi a. A nào nó đúng hết. Cho nên miền đúng của cái này nó là e nó bằng m luôn. Đúng chưa? Khi em mà thì cả hai đều đúng thì đó. Nói vậy không có hiểu. Trời ơi sao kỳ vậy. Bây giờ nhá. Ví dụ thứ hai được xử lý xong. Một đúng một sai. Cả hai đều đúng. Ôi chết rồi. Bây giờ làm nào để cả hai vừa lấy là cả hai. Con trên này một đúng một sai này, con này cả hai đều đúng đi. Bây giờ cả hai đều sai. Cả hai đều sai, đơn giản. Cả hai đều sai à? Cả hai đều sai. Cả hai đều sai thì là chỉ có dẫn đến ví dụ phương trình vô nghiệm là dễ nhất. Phương trình vô nghiệm là dễ nhất. Ví dụ x bình phương trừ 4x cộng 5 bằng 0. Đó. Đây là cái câu RX. Ừ. Dễ mà, đưa ra ví dụ đơn giản thì sẽ giúp học trò nhớ bài. Còn đưa ra ví dụ phức tạp thì nó không bao giờ nó nhớ cả. Xin mời Nguyễn Ngọc Thu Phương à vắng. Lê Thị Tuyết Nhi. Nhi. Trả lời câu hỏi. Xét tính đúng sai của cái này. Nhi đang lẩm bẩm gì đấy? Nhi bảo gì đấy? Bài này em éo giải đâu á? Thầy vui bác. Bình giải phương trình x bình trừ 4x cộng 5 bằng 0. Không, bài này không có máy tính vẫn giải được mà. Ôi. À ừ nhỉ, đúng rồi. Sao em biết? Sao mắt tinh ý? Sao các bạn nó không phát hiện rồi em phát hiện ra? Dạ, Lê Thị Tuyết Nhi trả lời đi. Sao em biết là cả hai đều sai? Rất chịu tượng. Phương trình vô nghiệm có nghĩa là cái tập cái miền đúng của nó là bằng bằng rỗng thì chả cả hai đều sai còn gì nữa. Đúng không? À đúng rồi, giỏi quá, ngồi xuống, cảm ơn. Đấy, chú ý nghe giảng nghe nó rất là dễ. Đấy nha, cái loại đấy là chúng ta xử lý rất là ngon lành. Cái tưởng gì, nó là đơn giản. Ở đây chúng ta sẽ tóm tắt lại. Cái ký hiệu ở trên. Trên đây là thầy giáo nói một mẹo, còn đây là bảng tóm tắt. Cái mẹo của thầy nó giải ra tất cả các bài có một biến. Cứ đi tìm miền đúng của nó, nếu miền đúng bằng rỗng thì cả hai đều sai. Nếu miền đúng bằng đúng tập xác định luôn thì cả hai đều đúng. Nếu miền đúng mà khác rỗng và lại khác cả cái miền xác định thì là một cái đúng một cái sai tồn tại đúng với mọi sai, thế là xong. Quả hết cả loài nhà nó luôn. Được chưa? Viết cái gì đọc cái đấy. Viết cái gì đọc cái đấy có nghĩa là thế nào? Hùng Thị Trang. À đấy ở trang đấy trả lời đi rồi.
Viết thế nào đọc thế ấy có nghĩa là gì? Đọc là gì nào? Cái này đọc là gì? Ờ đúng rồi, thế cái này đọc là gì? Thế với mọi x, với x đúng thì nào? Với mọi x, với x đúng thì nào? Cái gì khác rỗng? Với mũi ấy vừa lại khác rỗng, nhầm to à? Miền đúng khác rỗng càng không đúng. Nhầm. Với mọi x với đúng khi nào? Viết thế nào đúng như thế? Tức là với mọi x thì không thuộc vào m, px thì không đều đúng. Bây giờ ta vào một cái làng, ta bắt được ba thằng ăn trộm, ta bảo cả cái làng này đều thằng ăn trộm, muốn đúng thì tất cả đều là thằng ăn trộm hết. Bây giờ muốn đúng thì với mọi x thì không thuộc vào m, px không đều đúng, khi nào là dùng chữ đều, thì tất cả nó có một tính chất giống nhau thì nó dùng chữ đều. Tất cả các cô gái ở đây đều ghét tôi bởi vì tôi cấm thi cô ấy đấy. Thế là muốn được cái câu đấy nó đúng ấy, thì là phải cấm thi hết. Chỉ cần một người lọt qua khỏi vòng đấy là chứng tỏ là không hả. Bây giờ quay trở lại chỗ này. Với mọi x thì không thuộc vào m, px thì không đều đúng. Đúng chưa? Và cái câu này đồng nghĩa với việc là miền đúng e chính là bằng m. Thì mình có hai cách. Một là mình xử lý kiểu này, hai là xử lý kiểu này. Được chưa? Thì bây giờ sai khi nào? Sai khi nào? Bùi Khánh Huyền. Đâu nhỉ? À em à? Ồ, khóa trước K34 có một bạn Vũ Khánh Huyền suýt bị cấm thi. Hy vọng em không bị như vậy. Nhìn đây không có đâu em. Nhìn đây không có đâu. Nó sai khi nào? Đừng nghe ai, hãy nghe trái tim mình mách bảo. Sai thì lấy lộn ngược lại thôi. Sai thì lấy lộn ngược lại. Nó sai khi nào? Tồn tại x thì không thuộc m, px thì không. Ô, nói ngược lại không biết nói thế nào. Thì là sai. Thế tao có ghi được từ đều sai không? Có cái con khỉ. Tất cả giống nhau chúng ta mới dùng từ đều. Đây có mỗi một cái làm sao có dùng từ đều được. Cái này đúng chưa? Cái này nếu mà về ký hiệu mà nói thì nó tương đương cái gì? Cái này tương đương cái gì? Tương đương miền đúng. Làm sao nhỉ? Quên rồi. Khác rỗng hay bằng rỗng? Bằng rỗng đâu bằng rỗng? Khác rỗng. Ơ không được. Không phải. Miền đúng là tập con thực sự của M. Tức là có một cái giá trị để nó không đúng. Thì dùng khác rỗng là sai. Rồi, như vậy cái kịch bản cái thứ nhất đã xong. Cái thứ hai tương tự. Tiếp tương tự. Tồn tại x với tương tự nhá. Viết cái gì đọc như thế. Đấy, giáo tóm tắt lại bảng sau đây. Căng thẳng quá. Vì hơi lệch chủ đề. Đây là bảng tóm tắt. Hai cách xử lý, một là xử lý giống như thầy giáo vừa làm ấy, và thứ hai là theo bảng này. Nó còn hơi thiếu một tí là viết miền đúng bằng cái gì.
Chưa? Ui, sở thích của mình. Chậm giấy, chậm giấy. Cái này phải viết đi viết lại nhiều lần. Nó có hai môn, một là theo cái bảng này và thứ hai là làm như giống như thầy giáo vừa nói. Chúng ta đi tìm miền đúng. Nếu miền đúng đến mà bằng rỗng thì cả hai đều sai. Nếu miền rỗng đến bằng đúng M luôn thì cả hai đều đúng. Nếu lửng lơ con cá vàng ở giữa, miền đúng nó khác rỗng nhưng nó cũng khác vào. Thì là một cái đúng một cái sai, nó tồn tại thì đúng với mọi cái sai. Có hai cách hoặc là làm theo cái này. Được chưa? Bây giờ sang phần thứ tư là dịch câu thông thường thành biểu thức logic. Thực ra ngày xưa thì mình cũng đã từng dịch rồi, nhưng lúc đấy mình chưa có ký hiệu với mọi mà tồn tại. Chưa ký hiệu, trong giờ bài tập chúng ta cũng luyện suốt rồi. Đấy. Tuy nhiên cái lúc mà chúng ta dùng ở trước là chúng ta đang có lăn tăn cái chuyện là lúc nào thì dùng ký hiệu mũi tên mà lúc nào dùng ký hiệu là hội. Thì cái ví dụ về sau này sẽ giải quyết vấn đề đó. Biểu diễn câu mọi người đều có đúng một người bạn tốt nhất. Thế có một số bạn biến thành còn như mọi người đều có một đúng một người bạn rượu tốt nhất. Tức là lúc uống rượu thì gọi nó đến đến ngay, đến lúc mình cần thì gọi đến nó không đến. Chết dở. Thế chúng ta sẽ giải ở đây là cái câu này nó hơi ngược một tí, tức là nó gọi PXY là câu Y là bạn tốt nhất của X. Y là bạn tốt nhất của X. Chứ nó không gọi là X có bạn tốt nhất là Y. Câu trên muốn nói rằng đối với mỗi một cá nhân X thì có một cá nhân Y, sao cho Y là bạn tốt nhất của X. Thứ hai là nếu như có một cá nhân Z nào đó mà là bạn tốt nhất của X thì do tính chất có đúng một người thì Z là trùng với Y. Câu này mà làm bài rất nhiều người bị sai. Đấy, nó có hai cái gì như trên bảng này. Mọi người, tức là mỗi một người đều có một người bạn tốt nhất, tức là mọi người thì phải xử lý ở đây nó có hai ý. Một là với mọi x thì phải tồn tại y, nhưng nếu như chúng ta chỉ có y thôi dừng lại thì lúc nào như đấy có nghĩa là mọi người đều có người bạn tốt nhất, nhưng mà câu này đã bảo có đúng một người bạn tốt nhất. Nếu như một người nào đó nó đến nó bảo nhận là người bạn tốt nhất của các bạn x ấy, thì người đấy phải bằng đúng y đấy. Đấy, thế thì như vậy là nó là hội của hai vấn đề, một hai cái này. Thứ nhất là PXY, tức là Y phải là người bạn tốt nhất của X. Và thứ hai, nếu như có một người nào đó cũng là bạn tốt nhất của X thì người này chỉ có thể là chính Y mà thôi. Và cách thứ hai là diễn đạt là mọi người mọi X này tồn tại Y và với mọi Z, nếu như Z mà khác Y thì Z không phải là người bạn tốt nhất của X. Thì cái cách diễn đạt thứ hai dễ hiểu hơn. Thực ra hai thằng đó tương đương logic nhau mà, nó là mệnh đề phản đảo ấy, đây là mệnh đề thuận này. Đặc biệt là phản đảo của nó rồi. Có gì đâu. Nếu mà đi thi mà nó không cho PXY là câu gì thì nó vất vả, tức là chúng ta phải gọi. Còn nếu nó cho sẵn thì dễ xử lý. Trong sách giáo khoa có một bài nó cho sẵn, không sợ. Đi thi có một năm ra câu kiểu như thế này. 10 người 20 người trả lời sai. Tại sao 10 người đi thi lại 20 người trả lời sai? Đúng rồi, sau khi thi về hỏi các bạn cũng trả lời sai luôn. Thế là thành 20 người có gì đâu. Một số ví dụ tiếp. Ví dụ như này. Xét các câu sau đây.
hai câu đầu thì người ta gọi là tiền đề. Tiền đề chứ không phải tiền đề đó nhé. Câu sau được gọi là kết luận. Toàn bộ ba câu này được gọi là một sự suy lý. Câu thứ nhất, tất cả sư tử đều hung dữ. Câu thứ hai, một số sư tử không uống cà phê, rất buồn cười. Câu thứ ba, một số sinh vật hung dữ không uống cà phê. Khi mà dính vào kịch bản như này thì thông thường bao giờ nó cũng cho dưới dạng PX, QX, RX. Thế xử lý như nào? Ghi nhớ vào, cho nó quan trọng lắm đấy. Làm bài tập, kiểm tra hay giáo viên hay lấy vào đấy. Để đánh giá được học trò có nắm được không bài hay không. Ta hay lấy cái đấy. Khi làm bài tập kiểu này thì nó sẽ có ba kịch bản. Một là nó dùng từ với mọi. Thứ hai là từ một số. Thứ ba là không có ai cả. Thế thì lúc đấy ta sẽ dùng thế nào? Với mọi sẽ dùng giống như câu A. Một số dùng giống câu B và câu C. Còn không có phần từ nào thì không giống câu nào ở đây cả. Thế thì xử lý thế nào? Khi người ta bảo là tất cả các sư tử đều hung dữ thì ta hiểu nôm na là cứ con sư tử nào cũng hung dữ, cứ là sư tử thì hung dữ. Như vậy thực chất nó ẩn của cái dạng gì? Đúng rồi, chính xác, cứ là sư tử thì phải hung dữ. Như vậy thực chất nó là ẩn trong này là kéo theo đấy. Như vậy là với mọi nó cứ dính từ với mọi, tất cả với mọi bất kỳ vân vân là dính những loại kéo theo. Trong bài này sư tử thì chúng ta ký hiệu là PX, hung dữ chúng ta ký hiệu là QX. Như vậy là câu đầu tiên sẽ là gì? Với mọi X, PX kéo theo QX. Đúng rồi, giỏi lắm. Tao học bao giờ mà nhanh đấy. Nhớ nhé, tất cả nó sẽ ẩn chúng ta dạng kiểu nếu thì. Tất cả con sư tử đều hung dữ, tức là nếu đã là sư tử thì nó phải hung dữ. Như vậy là chúng ta dùng với mọi, bên trong là kéo theo. Với mọi x, px kéo theo qx. Tiếp tục. Một số sư tử không uống cà phê. Một số. Một số thì không phải là tất cả thôi. Như vậy là tồn tại. Tồn tại sư tử thì là cái quái gì đây? Đấy. Uống cà phê thì là RX, không uống cà phê thì sẽ là phủ đấy của RX, dấu ở giữa là dấu hộ chứ không phải dấu kéo theo nó đâu nhé. Đặc điểm nhận dạng để làm bài cho nó chuẩn, không phải thở dài, cùng lắm nó cấm thi gì, không phải thở dài. Thế còn nếu như mà nó rơi vào các từ là không, không có con sư tử nào uống cà phê cả, không có thì là làm giống như có nhưng sau đó thêm phủ định đằng sau, đằng trước một phát là xong luôn, tức là nó có ba cái. Với mọi thì nó sẽ xem làm kiểu câu A, có một số sư tử sẽ làm giống câu B, còn không có thì làm giống như thế nhưng mà thêm dấu phủ định vào đằng trước, thế là xong, quá dễ dàng luôn. Như vậy chúng ta sẽ diễn đạt tất cả các câu trên như sau. Câu thứ nhất là mọi con sư tử đều hung dữ, như vậy là với mọi x mà ngoặc cái kéo theo qx là tất đã là sư tử đều hung dữ, hiểu không nào? Thế nếu là sư tử thì phải hung dữ, với mọi mà mọi sư tử đều hung dữ. Cái thứ hai là có một số thì là tồn tại rồi. Đấy, thì ở đây nó là phải dấu hội, dấu ở giữa. Sư tử không uống cà phê, sư tử thì là PX, không uống cà phê thì là phủ định của E đấy. Hiểu lúc nào là một số sư tử và không uống cà phê. Đấy, như vậy là dấu hội ở giữa. Cái cuối cùng tương tự. Cuối cùng là gì nhỉ? Cuối cùng một số sinh vật hung dữ không uống cà phê, hung dữ thì là QX, một số cũng là tồn tại thôi, tồn tại QX
hội với phủ định của R. Trong sách giáo khoa có mấy câu tương tự đấy, cứ nhớ là có với mọi tồn tại và không có. Tìm cái bài đấy nó giống bài nào không? Bài đấy mà để ý lời của thầy giải ngon lành. Cô hỏi tại sao lại như thế, bảo tại thầy Tần dạy thế. Có khi mình không hiểu lắm nhưng mà làm phát ra ngay rất đúng luôn. Thế mình sợ. Ở đây người ta có giải thích cái câu này không thể được nói như vậy à, là tồn tại PX kéo theo phủ định của ấy. Bởi vì cái chỗ này thì nó sẽ đúng trong trường hợp là X không phải là sư tử. X không phải sư tử thì cái PX nó đúng mà. Mà chúng ta học mệnh đề kéo theo nó chỉ sai trong trường hợp là chu kéo theo phô mà. Thế còn nếu như đằng trước mà là phô thì đằng sau nó lúc nào nó sẽ đúng. Cho nên là không được phép viết như này. Tóm lại là kinh nghiệm xương máu chính là câu mà thầy giáo vừa nói vừa đấy. Đấy thì đây ở trên đây còn gì nữa, đã bảo là không được phép diễn đạt như cái dưới mà. Tiếp ở thứ 6, các biến bị ràng buộc. Các biến bị ràng buộc à, cho hàm mệnh đề nhiều biến px phải y phải ba chấm, ta nói rằng x bị ràng buộc nếu trong biểu thức của px y này x được thay bởi x thì không trong không gian biểu của x, hoặc hàm mệnh đề được lượng hóa theo biến x. Định nghĩa của nó thì hơi trừu tượng một chút. Ví dụ PXY là câu hàm mệnh đề x cộng y bằng 0 thì không gian biện luận của x và y là tập các số thực R, khi đó P2Y tồn tại x PXY mọi x PXY thì ta có biến x là biến bị ràng buộc còn y là biến tự do. Câu này trở thành hàm mệnh đề với một biến, lúc đầu nó đang là hai biến, sau khi thêm cái trên vào thì nó trở thành hàm một biến, hàm mệnh đề một biến là y. Tương tự như vậy, tồn tại y p2y p23 vân vân, tồn tại x mọi y pxy mọi y tồn tại x pxy là những mệnh đề. Này có trong sách khoa đánh dấu bây giờ chẳng hạn như PXY là cái câu x cộng y bằng 0, không gian biểu luận của x và y là các số thực. Bây giờ xin mời hãy xác định giá trị chân lý của các lượng hóa sau đây: tồn tại x, tồn tại y, PXY. Cái này phải để ý thứ tự nhé, có hai cái biến trở lên là phải dùng có thứ tự. Bạn bên cạnh mặt Triệu Vi muốn theo tôi tên à? Theo tên gì? Quý Nga, Đoàn Minh Lan á, Đoàn Minh Lan, Triệu, tên này khó nhớ lắm, nó phải tên đặc biệt, nó như là Triệu Vi hay là Triệu Hoa Hồng hay là Triệu gì đấy nó mới dễ nhớ, hay là Hồng Ngọc. Hồng Ngọc là hiệu may, tiệm may Hồng Ngọc, rất dễ nhớ.
Triệu Vy là tên gần giống như một người trong phim Trung Quốc. Cái gì? Lên nhầm Kiệu Hoa, lấy nhầm lấy chồng Như Ý. Bây giờ chúng ta xem tính đúng sai của cái này nhá. Tồn tại x, tồn tại y với x, y bây giờ x cộng y bằng không ấy, mình nhầm xem một cặp x y nào đấy mà nó thay vào nó bằng không thì là đúng luôn, lấy x bằng không y bằng không luôn được, hoặc là x một y trừ một, thế là tồn tại gì nữa. Vậy cái đầu tiên là đúng, cái thứ hai tồn tại x mà đúng với ngoại y. Cái thứ hai đấy, vừa bạn nào vừa bảo sai đấy. Cái thứ hai này này thì đương nhiên là nó sai rồi, em cứ lấy con x xong em rút y theo x, bắt buộc y phải bằng gì, y phải bằng trừ x thì nó mới đúng, chỉ cần lấy y khác trừ x thì nó sẽ sai biết nhà, tại vì con x lấy trước mà thì mình phải rút y theo x, thế này nó viết là y trước x trước này. Tồn tại x ngoại y phế y, như vậy chúng ta chỉ việc thay, chúng ta rút ra là y bằng trừ x, chỉ có y bằng trừ x thì nó mới đúng, còn không nó không đúng, như vậy cái câu thứ hai nó sẽ sai. Cái thứ ba đúng hay sai? Cái thứ ba đúng hay sai? Đúng là câu trả lời chính xác, với mọi y em chỉ việc lấy x bằng trừ của y là nó đúng chính xác luôn đấy, cho nên là cái ký hiệu nó đẩy thứ tự rõ ràng là tồn tại x với mọi y với y là sai, nhưng mà đảo ngược thứ tự lại thì nó đúng, mọi y tồn tại x với y thì lại đúng, em lấy y bất kỳ thầy giáo chỉ cần lấy y bằng trừ của x là luôn luôn đúng, cái ngược lại nếu mà lấy x trước thì chỉ có thể y nó đúng nếu như y nó bằng trừ x thôi, lấy khác cái sai ngay. Cuối cùng mọi x mọi y, cái này còn lâu, mọi x mọi y cái này là sai, bởi vì cái đẳng thức của chúng ta chỉ xảy ra khi y bằng trừ của x, làm sao mà chạy lung tung được. Đã nói xong, và ra thực ra về mặt nguyên tắc nó phải có 8 cái, ở đây ta mới nói 4 thôi, tức là chúng ta sẽ có 4 cái x đứng trước, y đứng sau và ngược lại. Tại sao lại ra 8 cái? Nên, riêng đối với x thì nó là có ký hiệu tồn tại hoặc là với mọi, y cũng vậy tồn tại hoặc là với mọi. Bây giờ lấy x trước nhé, thì là tồn tại x, tồn tại y px y, tồn tại x với mọi y px y, với mọi x tồn tại y px y, gì nữa, với mọi x với mọi y px y, đúng chưa? Đấy là x đứng trước y đứng sau. Bây giờ đảo ngược lại, y đứng trước tồn tại y, tồn tại x px y, tồn tại y với mọi x px y, gì nữa, với mọi y tồn tại x px y, tha hồ mà xét xem con nào đúng. Ồ, nếu như con cuối cùng mà đúng, nếu con này mà đúng thì cả loa nhà đúng hết. Oh, về thử xem. À, bốn cái dưới đúng, nếu con dưới cùng thì nó thì bốn con dưới cùng cũng đúng, thông tin kiểm chứng. Mối quan hệ giữa lượng từ và phép phủ định, cái chỗ nào theo đi lướt có nghĩa là nó cũng không trọng tâm lắm, nhưng mà cái chỗ này ta phải để ý mối quan hệ giữa các lượng từ và phép phủ định.
Bây giờ một vấn đề đặt ra là tìm tất cả phủ định, tìm phủ định của câu sau đây: tất cả các sinh viên lớp này đều đã học môn tiếng Việt. Cái phủ định đầu tiên là nói là không phải tất cả các sinh viên trong lớp này đều đã học môn tiếng Việt, đúng không? Đấy là câu nói cửa miệng. Thế còn nói ra thì bắt đầu đẩy cái dấu không phải vào trong thì nó sẽ là gì? Phủ định của với mọi là tồn tại, phủ định của tồn tại là với mọi, cứ thế mà chiến đấu à? Như vậy là gì ạ? Tồn tại hoặc là có một số sinh viên ở lớp này vừa nãy là đã học, chẳng lẽ đây là chưa đã học à? Ta nghĩ là chưa đã học à? Chưa học đúng không? Rồi xong, có sinh viên lớp này chưa học một tiếng Việt, và từ đây chúng ta có cái định lý về phủ định như sau: hồi lớp 10 cái này không hề học nhưng giáo viên cứ bắt viết, không cho học cứ đi học bắt viết, nó viết thế nào, nói lên nói xuống nó vẫn không hiểu. Lớp 10 bây giờ thì đang dạy dạy xong phần này không, nó cũng không hiểu gì, thế đành phải dạy theo kiểu mẹo, dạy kiểu mẹo đã biết làm nào. Bây giờ mình nhớ quy tắc thầy giáo dạy là khi đẩy vào trong ấy, thì cái ký hiệu nó lộn ngược lại, nó nghĩa là như nào, là nó lộn ngược lại. Bây giờ viết tay nhá, thử này, định lý chứng minh thì nó có trong sách rồi. Bây giờ cách viết này, đấy, cái sự bình tĩnh này, là bình tĩnh này. Bây giờ là với mệnh mệnh đề với mọi x này, px này, có dấu phẩy không dấu phẩy, trong tài liệu mới nhất có dấu phẩy không dấu phẩy, có cái thì viết có cái không, có hay không, phải quyển mới nhất cơ, không có gì, không có mới đúng, mà có cũng được, chả vấn đề gì. Thông thường người ta có dấu phẩy thì người ta liên tưởng cái dấu và, thường có dấu phẩy người ta liên tưởng cái dấu và nào. Bây giờ phủ định của cái này là gì? Phủ định này nhớ thầy giáo dạy nhá, đừng nhìn vào sách nữa, khi đẩy dấu phủ định vào trong thì đang là với mọi, nó sẽ trở thành tồn tại x, phủ định của p, siêu dễ nhớ, dễ nhớ đúng không? Thích đóng bằng ngoặc đây mà, tiếp tục này, tiếp phủ định của tồn tại x p gì, ví dụ cái này đẩy phủ định trong nó sẽ là gì đây? Mọi x, đúng rồi, chơi luôn, chơi bài nâng cao luôn. Ui ui nào, áp dụng ở trên luôn nào, đẩy số phủ định vào trong, lần thứ nhất tồn tại phủ định của, từ từ cứ từ từ đúng chưa? Ô, tôi đẩy dấu phủ định lần thứ nhất vào đấy, tiếp tục đẩy dấu định phủ định vào tiếp vào trong, dùng luật De Morgan, đúng rồi, giỏi lắm, ôi giỏi quá. Tồn tại trong là gì đây? Phủ định của P. Có tên nào vẫn đọc là hội nhỉ? Hội đi học đến tuần thứ tư rồi. Tuyển, ngược lại của hội là tuyển mà. Đúng rồi. Thế rồi, không đẩy nữa. Phải biết đẩy như thế xong mới biết là cái câu nó đồng nghĩa như nào. Đấy, thầy lại ung mẫu một cái. Đố nghe biết thầy nó sẽ chuẩn bị hỏi cái gì. Thầy nó chuẩn bị hỏi gì? Chu Mộc Lan. Lan à, đâu rồi? Ôi, trả lời đố em biết thầy giáo chuẩn bị hỏi cái gì? Câu đấy ta hỏi từ sáng.
Em sắp đói chưa? Đói từ sáng rồi. Chứng tỏ là đói thật. Cái kiểu cuối tháng mà thường là tiêu hết, ăn mì tôm vã. Đầu tháng lên bắt đầu có nhiều thứ muốn mua sắm, nào là quần áo đẹp, nào là khăn đẹp. Nhìn đây mà đoán ra có gì đâu. Đoán ra chưa? Vừa nãy là dê là giống gì đây? Dấu hỏi. Bây giờ biết đoán ra rồi gì chứ? Ui. Cái gì cơ? Để em chụp hình nhá. Không, hôm nay sống lắm, không chụp. Cái gì nhỉ? Vừa lấy là hội hả? Thủy ấn, ô, có nhiều cái. Này. Vừa lấy là với mọi hả? Bây giờ là tồn tại. Đó. Luyện đây. Tự viết đây. Cái kéo theo là hơi khó xử. Kéo theo là phải đẩy về, kéo theo là P, kéo theo Q ấy, thì phải sử dụng thì tương đương tiện ích. Còn nhớ nó viết thế nào không? Phủ định của P tuyển với Q thì bắt đầu mới tìm được nhá. Trong trường hợp đề bài mà cho đẻo ấy, cho loại này này là các bạn phải chuyển về đây này. Nhớ đấy nhá, không có lúc này bảo làm bài thầy Tần không nói gì. Đấy. Rất là vất vả. Tự viết, tự viết, tự viết. Ở đây thì trong tài liệu có chứng minh cho chúng ta cái này. Tuần sau chúng ta sẽ học về hàm. Nó khá vất vả. Em xem trước ở trên mạng. Hàm đơn đánh, toàn đánh, song đánh, ảnh tạo ảnh. À, vào cái chỗ mà giáo vừa nói đấy. Học logic suy luận với thầy Nghiêm Mộng Tần. Vào đấy có 181 video. Làm thế nào để tìm được cái mình cần. Em thân mến, như vậy bài học hôm nay xin dừng đây. Xin chào tạm biệt.